Được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm kiếm cơ hội nhập cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các cá nhân, tổ chức tư vấn mà. Theo luật di trú, chỉ những luật sư và thành viên của Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú thuộc Chính phủ Canada, gọi tắt là ICCRC, có giấy phép hành nghề chuyên nghiệp mới có thẩm quyền tư vấn, đại diện hồ sơ và thay mặt khách hàng liên hệ sở di trú để giải quyết những vấn đề xảy ra trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ. Với trên 15 năm kinh nghiệm, Aline Xuân Uyên Nguyễn, thành viên của ICCRC, đã thành công trong việc hỗ trợ hàng chục ngàn trường hợp định cư thành công tại Canada. Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Coming to Canada được phát sóng vào mỗi thứ ba hàng tuần trên Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, tờ nguyệt sang màu duy nhất của người Việt tại Canada. Mình là Xuân Uyên, member of ICCRC. Hôm nay á, Uyên định dành nguyên cái buổi phát sóng để mà trả lời tất cả những cái câu hỏi mà Uyên chưa kịp trả lời hết ở trong những cái clip vừa rồi mà Uyên làm đó nha. Thì có một vài câu cũng không có liên quan nhưng mà Uyên sẽ cố gắng trả lời càng nhiều càng tốt nha. Rồi, Uyên lướt qua mấy cái clip vừa rồi thì Uyên thấy có những câu hỏi như thế này. Đầu tiên là chị Ngọc Châu: Uyên ơi, con chị học xong đại học marketing ở Singapore rồi, giờ muốn định cư Canada thì đi làm hay đi học, giúp chị với, cảm ơn em. Mong trả lời sớm cho chị. Chị ơi, cái câu hỏi này thì nó không có nằm vô cái luật lắm ha. Cái này nó thuộc về cái hướng đi của gia đình và cái quyết định riêng của gia đình mình thôi. Em nghĩ là nên nghĩ về tương lai và sở thích của con mình trước ha, rồi mình quyết định. Nhưng mà nếu mà chị hỏi là làm sao để định cư thì thông thường mình sẽ thấy là những cái sinh viên ở trong Canada thì họ có những cái cơ hội khác, còn những sinh viên ở ngoài nước thì có vài hướng. Ví dụ như cái hướng đi du học tiếp, rồi tìm việc làm, rồi định cư. Hoặc là bây giờ tìm việc làm dựa trên cái bằng cấp mình đang có, rồi tìm cơ hội định cư ha. Hoặc là nếu như mà con mình mà có đủ khả năng, có đủ kinh nghiệm nhiều thì mình có thể apply thử cái diện mà Express Entry Federal Skill từ bên ngoài Canada. Hiện nay thì cái chương trình đó chưa mở lại, nhưng mà em nghĩ là cháu mới vừa học xong thì có thể là kinh nghiệm làm việc cũng chưa nhiều, cho nên cái điểm Express Entry nếu mà apply không có job offer, không có gì thì điểm sẽ không cao. Cho nên còn lại là chắc là hai hướng thôi chị nha. Có thể dùng cái bằng Singapore của cháu học, tìm việc làm thích hợp ở bên đây, tìm xin job offer, rồi xin LMIA, xin work permit, xong rồi đi qua đây làm việc, tích lũy cái điểm định cư rồi định cư. Hai là tiếp tục đi du học ở đây rồi định cư. Du học thì mình có thể học ở những cái tỉnh bang mà nó có cái điều kiện định cư nhiều, thì mình có thể chọn những cái tỉnh bang đó ha chị nha. Rồi kế tiếp là Ichimoku 30: Chào chị, em muốn sang Canada làm farm, chị tư vấn đi được không? Rồi chị ơi, có thể cho mình xin trang web tuyển dụng lao động uy tín bên Canada không, của Thi Trần Lê Anh. Hai bạn đều hỏi về vấn đề lao động phổ thông. Uyên có nói rất nhiều về cái lý do mà Uyên không có tìm việc làm, nhất là việc làm nông và làm ở cái công việc mà về chân tay đó. Thì Uyên có nói trong nhiều clip lý do rồi, và sẵn đây Uyên muốn cảm ơn các bạn mà đã trả lời dùm cho Uyên á, thay mặt trả lời dùm cho Uyên, như là Khánh Huyền, là Kevin Trần, anh Hải Trần, vân vân, và những các bạn mà nhiều khi đã biết rồi cái trả lời dùm cho Uyên. Uyên cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mặc dù Uyên không có nói nhưng mà Uyên thấy Uyên rất là cảm động và Uyên rất là cảm ơn. Rồi sẵn đây Uyên nói luôn, cái lý do chính là mình không có khống chế được chủ thuê, đúng không, hoặc là những cái người mà tuyển dụng. Rồi bây giờ Uyên kể cho quý vị nghe luôn. Nói như vậy không có nghĩa là Uyên không làm, Uyên vẫn làm những cái diện này từ mười mấy năm nay. Và gần đây Uyên cũng đưa rất là nhiều người lao động, nhưng ở cái dạng low skill, lao động chân tay đi qua. Nào là tiệm nail, nào là farm, nào là những cái công ty mà thiếu người để mà sử dụng, thiếu người giúp việc. Thì Uyên giải thích thêm, cho tới cái giờ phút này thì Uyên vẫn nhận được rất nhiều lời mời từ các trung tâm tuyển dụng để mà kêu Uyên đưa người qua. Và Uyên không có lơ đâu, Uyên không có làm lơ đâu. Uyên đã đi gặp họ và Uyên đã bàn với họ là hợp tác như thế nào. Nhưng mà các bạn biết không, họ không có cho Uyên nhúng tay vô làm hồ sơ cho khách, có nghĩa là họ bắt Uyên chỉ đưa người qua thôi, họ không cho Uyên tự động làm cái hồ sơ cho khách Uyên, thì làm sao Uyên control được. Thì bây giờ Uyên nói chứ bây giờ nếu không đụng vô hồ sơ của mọi người thì họ làm cái gì làm sao Uyên biết. Lỡ họ làm hư hồ sơ, rồi lỡ như mà họ thành công, rồi sau đó là có công ăn việc làm, có work permit, mà giấy tờ work permit bị ít hàng hay không hoặc là bị trục trặc gì, thì làm sao Uyên có thể có access được vô cái hồ sơ để mà Uyên làm cái gì kế tiếp để mà bảo vệ cho khách của Uyên. Cho nên là Uyên không chịu. Nhưng mà có những lúc Uyên nói với họ, Uyên nhắm mắt nhắm mũi để là chịu thiệt thòi là chỉ đưa người qua cho họ thôi, thì như thế nào, thì cái giá như thế nào, Uyên hỏi như vậy. Quý vị biết không, họ nói cái giá mà hỡi ơi luôn. Họ nói là cho cái thị trường Việt Nam của mình đó, một người mà đi lao động chân tay như lại họ lấy từ 70.000 tới 100.000, còn cái chỗ thấp nhất họ nói là từ 50.000 tới 100.000. Thì hỏi mấy bạn á, chỉ là mới có làm cái LMIA Work Permit rồi đi qua thôi, thì Uyên nghĩ là họ nói là sau khi các bạn làm đầy đủ rồi thì họ sẽ điền hồ sơ định cư luôn. Nhưng mà bao nhiêu người đi lao động chân tay mà được qua đây định cư, nhiều các bạn không có thời gian học Anh văn, các bạn nhiều khi không đủ điều kiện, rồi đi qua đây sẽ gặp đủ thứ chuyện trong lúc mình làm việc nữa, phản ứng phụ xảy ra, nhiều bạn chưa có lấy lại được tiền phân nửa, tiền dịch vụ nữa, thì làm sao mà có thể mà đi đến cái đoạn đường còn lại. Cho nên là Uyên mới nói bây giờ Uyên nhắm mắt nhắm mũi là giới thiệu các bạn cho họ luôn, thì 70.000 tới 100.000. Thì ví dụ Uyên hỏi nó bây giờ nếu mày lấy như vậy thì tôi sang vô ở chỗ nào đây? Giờ nếu mà cho dù là nói là mình tuyển người ấy, cho dù là mình nói là Uyên chỉ đưa người qua thôi, nhưng Uyên biết thế nào Uyên cũng chính là cái người làm việc hết. Là tại vì khi Uyên lo cho mọi người, tụi Uyên sẽ lại kiểm tra giấy tờ và Uyên sẽ đưa những cái gì cần thiết và đẹp cho nó làm. Nhưng mà Uyên lại không có control, Uyên lại không có được xen vô cái gì hết, thì làm sao mà Uyên làm ha? Nó mắc như vậy. Thật sự thì mà nói là hiện nay là Uyên vẫn làm những cái dịch vụ này, nhưng mà Uyên chỉ làm những cái phần mà phí, Uyên chỉ lấy những cái phí mà Uyên hỗ trợ giấy tờ thôi. Cái phần mà thông thường là những cái công ty này nó đã có sẵn cái LMIA rồi, cho nên là họ đưa người qua rất là dễ. Nhưng mà họ đã biến tấu cái dịch vụ này thành một cái gói mà thông qua nhiều dịch vụ, cho nên là cái giá nó lên rất là cao. Thì và Uyên cũng bật mí cho mọi người luôn là Uyên đang set up một cái hệ thống riêng của Uyên để tuyển lao động cho những người thật sự tìm nhân tuyển để đi làm thật sự. Và Uyên đang set up một cái hệ thống để mà Uyên có thể bảo vệ được cả hai bên chủ thuê và người thuê ha. Rồi sẽ có những tuần sắp tới mọi người sẽ thấy được là Uyên sẽ kết nối lại tất cả những cái thông tin mà Uyên đã thu thập được trong cái thời gian Covid mà Uyên đi gặp những cái người chủ thuê đó. Thì Uyên sẽ cho các bạn thấy là ngoài những khía cạnh của những người đi lao động thì mình cũng nên hiểu thêm cái suy nghĩ của những người chủ thuê bên đây như thế nào để mình tuyển người cho đúng, và khi mình đi làm để mình có thái độ cho nó đúng. Cái đây là một cái đường hai chiều. Chủ cần người, mà chủ đã có tâm mà thuê chịu thuê mình thì mình cũng phải nên có cái tâm để làm một cái công việc tốt, để bù, để kết hợp lại thành một cái đường dây hết sức là hòa hợp ha. Một người làm việc chăm chỉ ăn thù lao của mình chính đáng, và một người chủ cần người giúp việc và tìm được cái người làm việc có thái độ phục vụ tốt. Như vậy thì là kinh tế sẽ phát triển và họ sẽ liên tục sẽ thuê mình và mai mốt mình có muốn định cư hay mình làm cái gì họ cũng sẽ hết lòng để hỗ trợ mình nha. Rồi cho nên là để trả lời hai em thì chị nghĩ là chị nói như vậy cho em hiểu rồi ha. Cho nên nếu bây giờ mà em vẫn gấp, em vẫn đi làm thì em hoan nghênh em cứ liên lạc tất cả những cái dịch vụ mà ở Việt Nam em thấy là họ có, và các bạn đó là móc nối với những cái dịch vụ ở đây rất là nhiều. Những cái người mà liên lạc với Uyên á, là Uyên biết là họ đã kết nối với những cái dịch vụ Việt Nam rất là nhiều, bởi vì những các bạn ở Việt Nam có nhiều bạn không phải là thành viên hiệp hội hay là những người có license, hoặc là cũng không có cái giấy phép tuyển người, cho nên là họ dễ đưa cho những dịch vụ đó, tại vì các bạn đó chỉ là recruit xong rồi đưa qua cho họ thôi ha. Còn Uyên á, Uyên Uyên không hợp tác với họ là các bạn biết tại sao? Tại vì bản thân Uyên cũng có cái bằng và cái license để tuyển người giống họ khắp Canada này. Và Uyên đã phải đóng cái tiền bảo chứng rất là nhiều cho chính phủ để Uyên được có cái license đó, nhưng Uyên chưa có sử dụng hết. Hiện nay á, là Uyên chỉ giúp những cái anh chị mà doanh nhân và những cái anh chị mà có những cái công ty ở đây mà cần thuê tuyển người Việt Nam thật sự đó, là Uyên vẫn giúp các anh chị đó. Như vừa rồi là Uyên mang cũng nhiều người từ các tiệm nail nè, ở những cái farm nè, nhưng mà Uyên đa số là Uyên làm những cái dịch vụ như là LMIA và những cái giấy tờ pháp lý hỗ trợ, và hỗ trợ tất cả những cái gì cần thiết để làm cho cái work permit, cái giấy phép lao động của các bạn được thành công để đi sang đây. Đó là những cái công việc Uyên vẫn làm, nhưng mà Uyên chỉ làm ở cái đường dây theo cái dạng mà chính thống và nó đi trực tiếp thôi ha. Cho nên nói để các bạn hiểu. Thì khi mà Uyên nói trước luôn, khi mà Uyên mà ra cái hệ thống của Uyên á, là Uyên sẽ tuyển người đúng theo cái mô hình của Uyên và đúng theo cái khả năng và công việc. Giống như là nông dân thì sẽ đi làm nông, và các bạn học đại học thạc sĩ là sẽ đi làm những cái công việc của các bạn, chứ không phải làm nông master, có bằng master, có bằng đại học đi làm nông được. Uyên thấy rất là nhiều bạn: chị ơi em bị từ chối rồi, tại sao kỳ vậy em over qualify luôn, tiếng Anh em rất là giỏi. Em nói thì em bị từ chối phải rồi, người ta thuê người làm chân tay, mà khi không mà em nộp cái work permit của nghề nông lao động thì cái người xét hồ sơ họ không tin là em đi làm thật, mà họ nghĩ là em đi qua đây để kiếm đường để ở lại thôi. Mặc dù họ có những cái chính sách cho người đi làm nông ở lại, nhưng mà cái ý định ban đầu của mình rất là quan trọng nha các bạn. Xin lỗi nhé, cái câu này trả lời hơi bị dài nhé. Rồi, Phạm Mai: chị ơi em làm cho hồ sơ bảo lãnh ba mẹ em có người chị 31 tuổi không có chồng, có lãnh đi theo được không chị? Không được nha em. Tất cả các trẻ em đi kèm trong diện đoàn tụ gia đình như là cha mẹ vợ chồng đều phải dưới 22 tuổi. Chị mình đã trên 22 tuổi thì không được đi theo, trừ khi những người đi kèm đó trên 22 tuổi mà bị tật nguyền, bị bệnh khuyết tật gì đó mà từ nhỏ phải trông chờ vào cha mẹ, và bây giờ nếu cha mẹ đi rồi không còn ai săn sóc cho họ thì đó là những cái người mà có thể đi theo, có nghĩa là không có khả năng tự chăm sóc cho mình ha, thì cái trường hợp đó thì mới được là đi theo. Còn chị mình vẫn như mình thì là em phải tìm một cái đường khác cho chị nha. Thì cái đó em có thể nói chuyện với chị sau. Thảo Lê: chị ơi chị cho em cái link để xem danh sách các công việc mà trong mục 0A và B của Canada mà chị có đề cập đến trong clip với em tìm rồi mà không có thấy. Ok, thật ra nó đầy ở trên mạng á em. Bây giờ em chỉ cần vô Google, em vô cái Google search á, em chỉ cần bấm chữ NOC ha, NOC list ha, cái danh sách NOC ha, là nó ra một đống đường link cho em luôn, và em cứ đi vô đó. Có những cái website thì nó cho mình đánh vô cái công việc rồi xong nó sẽ ra cái mã số cho mình. Có những cái website á, là nó sẽ có liệt kê luôn từng cái danh sách mà cái mã số làm việc của từng cái, cho nên là em cứ đi vô trong đó em search bằng NOC hoặc là NOC 2021 thử thôi là em sẽ thấy một đống ra nha. Ok rồi. Xin Nguyễn: em xin lỗi vì câu hỏi không liên quan nhưng em không biết hỏi ai, xin chị vui lòng trả lời giúp em. Con em tháng 9 này tốt nghiệp, trong thời gian chờ gia hạn giấy phép lao động thì cháu có đi làm được đi làm hay không, hay đợi có giấy phép mới đi làm được? Nếu mà con đang học mà sắp tốt nghiệp, có nghĩa ý chị nói là cháu đang có cái giấy phép làm việc sinh viên là 20 tiếng một tuần đúng không? Rồi sắp sửa cháu đi ra là cháu đang apply cho cái post graduation work permit đúng không chị? Thì nếu mà trường hợp đó thì trong cái lúc mà mình chờ đợi cho cái post graduation work permit về, con mình vẫn có quyền làm việc dưới cái giấy phép cũ. Cái này họ gọi là lúc này là mình có cái gọi là cái thân phận, cái gọi là cái status của mình đó là cái danh phận duy trì. Hồi xưa nó gọi là implied status nhưng hiện nay gọi là maintain status. Nghĩa là trong lúc mà mình chờ cái giấy phép làm việc kia mới của mình về thì mình vẫn có quyền làm việc ở cái giấy phép cũ, miễn là mình đã nộp hồ sơ đi rồi, nha. Ok, và nói như vậy có nghĩa là tất cả những cái bạn mà đang có work permit rồi đó, các bạn mà đang có work permit khác, ví dụ là rồi work lao động đi, mà bây giờ mình đang gia hạn chờ cái giấy phép permit mới, thì thông thường khi gửi đi xin gia hạn thì họ sẽ gửi về cho mình một cái tờ tạm thời liền. Ở trên mạng họ gửi lời liền, họ nói là ok, nhận được cái hồ sơ xin gia Hàn Quốc permit của mình rồi mà bây giờ đang xét, bây giờ tạm thời dùng cái tờ giấy này để làm tiếp tục ha. Ok, thì trường hợp của con chị là vẫn đi làm được nha chị nha. Ok, và nếu như mà cháu có thể tìm được cái công việc mà trong cái NOC 0A và B thì có cơ hội định cư cao hơn nha chị nha. Chú Nguyễn Ngọc Quý, chú chích ngừa 2 mũi tại Ontario về Việt Nam sang lại Canada thì chứng minh cách nào? Chú xem cái clip mà vừa rồi của cháu là ai mà được tiêm 2 mũi xong rồi đúng không? Nếu như chú đã tiêm 2 mũi ở Canada rồi thì dĩ nhiên chú đã có cái giấy xác minh là chú đã chích cái liều thứ 2. Thì khi mà chú ở Việt Nam á, chú quay trở lại đó thì trước 72 tiếng về Canada đó, trước 72 tiếng chú đi test Covid âm tính là được và đi về sẽ không bị cách ly nha chú nha. Rồi, Minh Võ Sài Gòn, cảm ơn Xuân Uyên rất nhiều, mình luôn ủng hộ, ý nói là ủng hộ cái livestream của Uyên đúng không? Cho mình hỏi, mũi 1 Moderna, mũi 2 Pfizer, vậy có nhập cảnh được Canada không ạ? Minh Võ, được em, tại vì miễn là nằm trong 4 cái loại vaccine mà Uyên nói đó thì em đã chích 2 mũi rồi, thì em cứ việc test âm tính Covid trước 72 tiếng thì lên máy bay được nha. Ok. Dũng Ôn hả? Dũng Ơn gì đây nè. Cho tôi hỏi Xuân Uyên Nguyễn, tôi có thấy giấy xác nhận thẻ xanh đã chích ngừa 2 mũi tại Việt Nam. Mũi thứ nhất là AstraZeneca, mũi thứ hai là Pfizer. Tôi đi du lịch thăm thân tại Canada, Ottawa có bị cách ly không? Giống câu hỏi hồi nãy nha chú. Miễn là chú vào Canada và có cái giấy xác nhận 72 tiếng trước đó là chú đã test Covid âm tính và đã có 2 mũi rồi thì chú sẽ được đi vào Ottawa thăm người thân mà không bị cách ly nha. Right. Hữu Luân Đinh, Uyên nói chuyện hơi bị buồn cười, ở Việt Nam làm gì có vaccine mà muốn đi là được. Dạ đúng rồi anh, ở Việt Nam mình thì hiện nay có một số người đã được tiêm chủng 2 mũi nhưng có rất nhiều người chưa được tiêm chủng mũi nào. Nhưng mà Uyên nói cái chính sách này là nó apply cho tất cả những người Việt hoặc là tất cả những người khác mà đi vào Canada từ khắp nơi trên thế giới anh, chứ không phải nói riêng Việt Nam mình nha. Rất nhiều người Việt từ châu Âu của mình, từ nước Mỹ cũng sang Canada, cho nên tất cả những cái chính sách này đều áp dụng được cho họ nha anh nha. Và hiện nay á, đúng là rất nhiều người ở Việt Nam mình chưa được tiêm chủng nhưng cũng có rất nhiều người đã được tiêm chủng 2 mũi, và hiện nay là khách của Uyên cũng đã có nhiều người có mặt tại Canada ở thời điểm này bởi vì họ đã được chích 2 mũi, và sắp tới sẽ có nhiều người sang nữa về cái điều kiện này ha. Ok. Ngọc Lan Nguyễn, chào Uyên, cô đang là thường trú nhân ở Mỹ và đã được cấp visa vào Canada ETA. Có nghĩa là cô đã apply cái visa trên mạng đúng không? Uyên có hướng dẫn khi nhập cảnh vào Canada mình phải chứng minh mối quan hệ của mình với người đến thăm. Cô không hiểu là chứng minh như thế nào, chỉ là bạn bè hay họ hàng thì làm sao? Có cần người mình đến thăm viết thư mời không? Uyên vui lòng nói rõ giùm cô định tháng 11 sẽ đi thăm bạn bên đó. Cảm ơn rất nhiều, chúc cô luôn người khỏe. Tái bút là cô ủng hộ việc Uyên livestream, ủng hộ hai tay, cảm ơn cậu. Rồi. Cô là từ Mỹ vô thì nó hơi khác với lại những cái người từ Việt Nam hay những cái nước khác đi vào. Thông thường những người du lịch từ Việt Nam vào thì họ đều có cái thư mời của người này cả, tại vì trong cái hồ sơ nộp xin visa là họ có cái thư mời rồi. Còn riêng đối với cô á, thì con nói như vậy, cô có thể là không có cái giấy mời, tại vì cô là từ bên Mỹ cho nên là nhiều khi xin vào Canada nó dễ hơn người Việt Nam nhiều. Cho nên là khi con nói chứng minh á, có nghĩa là khi mình đi vào Canada, khi mình đi vào hải quan Canada lúc nào mình cũng bị hỏi vài câu hết. Dù anh sẵn nhắc luôn ha, những người Việt Nam mà đi vào Canada trước khi vào tới hải quan là các bạn đã có một cái tờ kê khai hải quan đó, thì mình khai nào là có mang vũ khí không, có mang thuốc lá không, có rượu bia không, có trái cây không, có thịt thà không, vân vân ha. Sau khi mình khai cái đó xong rồi á, khi mình đi tới mình sẽ thấy một cái vùng rất là đông người, và đó là cái vùng mà đi qua hải quan thì mình sẽ thấy rất là nhiều cái máy vi tính họ để ở trong đó. Thì nó sẽ có những cái luồng là dành cho công dân Canada và thường trú dân Canada, mà nó có những luồng dành cho những người đi du lịch sang người nước ngoài, thì mình sẽ theo cái luồng đó và sẽ có người chỉ mình đi vào cái máy vi tính để mình khai cái mình sẽ khai trong cái máy đó, mình sẽ khai giống cái tờ hồi nãy mình đã kê khai là mình đã đem vào đây những cái gì đó ha, như vậy để cho người ta xét nhanh hơn. Thì khi mà mình bỏ cái tờ đó vô với cái passport của mình để nó in ra cho mình một cái tờ là mình đã khai cái gì, và nó sẽ viết một cái số mã số gì của hải quan, người ta đọc người ta sẽ hiểu, đúng không? Rồi sau khi mình xếp hàng mình gặp hải quan thì họ sẽ hỏi mình vài câu, thì cái phần mà cô hỏi đó chứng minh nó nằm ở đây nè. Có những người người ta chỉ hỏi vài câu ở đây và nếu ok người ta cho mình đi luôn, còn nếu có những người họ chưa hài lòng, cô đi qua rồi nó lại bắt cô đi vô một cái phòng gọi là cái phòng của chuyên về những cái người CBSC là cái nhân viên phi trường đó, là hải quan đó, là họ giống như cảnh sát của sở di trú vậy đó cô, thì họ sẽ hỏi cô thêm những cái câu để họ xác minh coi cái mục đích của cô đến đây là gì. Thường thường nghe tới quầy cô sẽ bị hỏi là đến đây thăm ai, đây lần thứ mấy rồi, đúng không? Rồi ở lại bao lâu? Ví dụ cô nói là 3 tháng đi thì ô có vé máy bay quay về không? Đó, thì thông thường mà những người mà có cái vé máy bay quay về 2 chiều thì rất là hay, hồ sơ sẽ rất là mạnh và nó sẽ rất là dễ. Thông thường người ta hỏi cô thăm ai, người ta nói vài câu. Thí dụ nói ô bạn hả, bạn tên gì, bạn ở đâu, thì kêu mình nói ra. Có nhiều ông nói ô bạn mày hôm nay có mặt ở đây đón mày không? Ồ có hả, số phone đâu? Gọi số phone, có khi họ gọi thẳng ra ngoài họ hỏi luôn nữa. Ha? Còn bình thường nếu mà không thì họ cũng hỏi vài câu, vậy hả, có mang gì vô đây không, có mang thuốc lá, có mang đồ cấm gì không, dạ không, có mang trái cây, cái cây gì, vân vân. Thì khi mà họ ok đi thì nhiều khi là như vậy thôi rồi mình đi. Còn có nhiều người bị lục soát hàng thế này thế nọ thì ý của con nói chứng minh có nghĩa là như vậy là trường hợp của cô nha. Còn những người mà cần chứng minh thật sự là những cái người mà chưa được tiêm chủng 2 mũi mà đi vào mà được phép đi vào trong cái diện mà hôm trước con nói đó, thì những người đó phải chứng minh. Tại vì hiện nay chỉ có những người mà chưa tiêm chủng thì chỉ có những cái đối tượng như là đi thăm người thân trực hệ và người thân trong cái hệ thống mở rộng vân vân ha. Thì những người đó phải cần chứng minh cái quan hệ với cái người bên đây, thì lại thêm một cái tờ giấy khai xanh hay là cái gì đó để chứng minh quan hệ với người bên đây ha. Và ví dụ như thẻ công dân của người bên đây rồi giấy khai sinh của mình với người bên đây, đó là con nói như vậy nha cô nha. Ok, thì nói chung là mình phải chuẩn bị tâm lý hết tất cả những câu trả lời khi họ hỏi mình nói mình qua đây thăm ai và mục đích gì ha. Con nhắc luôn, nếu như mà những người nào mà hiện nay mà sắp sửa book vé máy bay đi qua đây mà book cái vé đi về nó không có đó, và bây giờ nó thường xảy ra lắm, thì nói cái chỗ book vé máy bay á, họ làm một cái việc cho mình là họ cấp một cái tờ thơ ghi là người khách này đã yêu cầu book ngày về vào ngày đó tháng đó, nhưng mà hiện nay chúng tôi không có chuyến bay cho nên chúng tôi không thể book được. Khi nào có chuyến bay chúng tôi sẽ thông báo cho khách bằng email hay gì đó. Cái tờ giấy đó có hiệu lực y chang như cái vé quay về của mình nha. Và nếu như vậy thì mình đỡ bị nhức đầu hơn nhiều nha các bạn. Rồi, Phúc Nguyên Hạnh cho mình hỏi visa du lịch khi nhập cảnh khai hải quan ở lại 90 ngày nhưng sau đó ở lại thêm 60 ngày nữa có được không em? Ok, thường á cái passport của mình khi mình vô hải quan á, nếu như người ta không đóng dấu hoặc người ta đóng dấu cái ngày mình đến thôi, người ta hỏi mình vài câu đóng dấu đến thôi á, thì mình tự hiểu là mình có thể ở lại tới số tháng. Ok, những người officer nhiều khi họ hơi nghi ngờ, họ hơi khó một chút á, thì họ nói ông nói 3 tháng à, tôi đóng dấu 3 tháng, ok, bây giờ là tháng 10, tôi đóng dấu là cuối tháng 12 ông phải đi ra. Thì nếu họ có đóng dấu cái ngày đó thì bắt buộc trước cái ngày đó, nếu anh muốn ở lại thêm 60 ngày thì anh phải nộp cái đơn xin gia hạn phép tạm trú nha. Rồi, còn trên căn bản trên lý thuyết á, nếu mà họ không có đóng ngày về thì mình tự hiểu là 6 tháng và trước cái 6 tháng đó mình muốn ở lại mình sẽ xin cái phép gia hạn. Nhưng lỡ mà anh khai 3 tháng mà họ có ghi lại trong cái hệ thống thì tốt nhất là trước cái 3 tháng đó anh đi xin gia hạn lại. Nhưng trên lý thuyết á, là nếu họ không đóng ngày về, không lưu lại ngày về thì mình có quyền ở cho up to 6 tháng nha. Ok. Còn nếu mà anh không yên tâm á, thì trước cái ngày 90 ngày á, anh cứ nộp một cái đơn xin gia hạn lại thêm đi. Rồi nếu như mà sau 60 ngày đó mà kết quả nó chưa về thì anh vẫn an toàn ha, tại vì anh đã nộp đơn rất là hợp lệ. Ok, rồi. Yam ARSM, bệnh nhân vừa mới hết Covid thì có cần phải tiêm vaccine để nhập cảnh Canada không bạn? Có em, tại vì hết, cho dù là đã bệnh Covid được hết rồi, người ta nghĩ là miễn nhiễm nhưng không, vẫn phải chích nha. mình vẫn phải chích 2 mũi và vẫn phải làm đúng cái điều kiện là trước 72 tiếng lên máy bay là test COVID âm tính nha. Ok. Rồi, Alex, chị ơi cho em hỏi, em nộp hồ sơ visitor lúc em chưa đủ 2 mũi và hồ sơ nộp tháng 4. Đến nay em đã tiêm đủ 2 mũi AstraZeneca, vậy giờ em có cần bổ sung bằng chứng tiêm này hay em phải rút hồ sơ rồi nộp lại kèm bằng chứng tiêm chủng? Vì đến giờ hồ sơ vẫn chưa được duyệt, em cảm ơn chị. Rồi, câu hỏi này rất là hay, là nó liên quan tới cái chính sách mà Uyên nói mà ai nộp hồ sơ trước ngày 7 tháng 9 đó. Rồi nãy Uyên có nói rồi ha. Trước cái ngày 7 tháng 9 á, tại vì rất là nhiều đối tượng không được vào Canada cho nên nguyên cái batch đó, nguyên cái rổ hồ sơ mà họ nhận được nó quá ứ động nhiều luôn. Cho nên bây giờ khi Canada mở cửa cho những đối tượng này vào thì họ lại nhận một cái batch mới, một cái rổ mới. Thì những cái rổ mới này á, họ sẽ ưu tiên xét nhanh hơn là bởi vì những người này đã được sẵn sàng đi vô rồi em ha. Thì em như vậy là em đã nằm trong cái diện của cái rổ mới nhưng mà em lại nộp cái hồ sơ trong cái rổ cũ, cho nên em á, nếu là chị sẽ rút hồ sơ này và nộp lại cái mới nha, và nộp theo cái bằng chứng tiêm chủng của em luôn. Ok em ha. Quỳnh Nguyễn, em có cùng câu hỏi em nộp hồ sơ tháng 4. Ok, vậy là chị trả lời rồi ha. Nguyệt Hồ, Aline Nguyễn, chị ơi em tải app rồi mà không biết đăng nhập như thế nào, cảm ơn chị. À em, ý em nói là em tải cái app ArriveCAN đúng không? ArriveCAN để mà tải cái kết quả chích ngừa của em lên phải không? Ok. Em không biết đăng nhập. Đầu tiên khi em tải nó xuống rồi, em phải tạo cái tài khoản của em. Ví dụ như là email của em là gì, rồi cái mật mã để mà đăng nhập là cái gì. Sau đó em mới chạy ra ngoài rồi em trở vô lại, em log vô, em đăng nhập bằng cái thông tin của em. Xong rồi em mới tải cái hồ sơ của em lên đó được nha. Ok, chứ không phải là tự động đi nó xuống rồi nó tự động nó lên, em phải tạo cái tài khoản của em nha. Ok. Rồi, Hà Hồ Hoàng Hồng, chị ơi, nhưng không nằm trong NOC B. Nhưng khi người chồng hay người vợ qua Canada rồi đi làm khoảng 2-3 tháng thì làm hồ sơ cho chồng và vợ, cho vợ và con qua được không chị? Ok, ý của em nói là người chồng là em đang đi làm, không phải nằm trong NOC B ở Canada, em có giấy phép làm việc không phải nằm trong NOC B mà đang làm ở Canada, thì 2-3 tháng sau khi đi làm có bảo lãnh vợ con qua được không, phải không? Không, tại vì chị nói rồi, phải nằm trong danh sách 0A và B. Nếu như cái giấy phép của em là nó nằm trong C, em không có thể mà làm đơn cho vợ con. Em có thể thử làm nhưng họ sẽ từ chối, tại vì cái loại giấy phép làm việc của em là không có được cấp cho vợ con đi kèm nha. Còn không á thì em khi vợ làm ở đây rồi á, khi vợ đổi lên cái công việc có mã số B trở lên á, rồi xong lại đổi lại cái điều kiện ở trên cái giấy phép làm việc, thì lúc đó mới dùng cái giấy phép làm việc mới để mà làm cái Open Work Permit cho người vợ, xong rồi làm study visa cho con nha. Ok. Đức Duy Hồ, chị ơi vợ em làm điều dưỡng bằng bệnh viện quốc tế hơn 10 năm kinh nghiệm, có xin được diện này không? Em này là xem cái mấy cái clip mà nói về các hướng định cư và đang nói tới cái diện chăm sóc trẻ, caregiver với lại home support worker 4411 4412 đúng không? Yes, Đức Duy, vợ em làm điều dưỡng thì là hoàn toàn đã phù hợp với 2 điều kiện chính, đó là điều kiện văn hóa và điều kiện khả năng làm việc. Thì còn lại sẽ là tiếng Anh 5 chấm và tìm một cái gia đình bên đây thuê mình và hỗ trợ các bước định cư nha. Ok, cho nên là em nên apply đi, tại vì sang năm đã là năm thứ 3 rồi nha. Ok, chương trình này là chương trình thử nghiệm 5 năm cho nên là em nên lợi dụng cơ hội này, em nên tận dụng cơ hội này nha. Ngoài ra thì chị nhận được một số cái email của các em tội nghiệp lắm, có nhiều em có được cái giấy phép làm việc sinh viên sau khi tốt nghiệp là cái Post Graduation Work Permit được 3 năm nhưng mà trong vòng 3 năm các em lại không tìm được việc làm, hoặc là các em làm trong những cái công việc mà nó không nằm trong NOC 0A và B, cho nên rốt cuộc sau khi làm 1-2 năm rồi các em cũng không có điều kiện định cư. Cho nên là chị có nghĩ ra 1-2 cái cách để cho tụi em có thể duy trì cái thân phận hợp pháp của mình và tiếp tục để mà tìm cái hướng định cư. Thì có gì tuần sau chị chị sẽ nói cho các em nghe một trong những cái hướng đó nha. Ok, hôm nay chị nói hơi dài rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn nào mà chưa subscribe thì xin subscribe dùm Uyên nha. Tại vì nếu có nhiều view thì chương trình mới được tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.